Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS39AS với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem như thế nào nhé. Trước mặt tôi đó là đầu xịt OS39AS được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dệt đổi trên máy, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Phần đuôi là được làm bằng thép không gỉ, trọng lượng máy chỉ nhẹ 7,5 kg, piston lớn bằng sứ, công suất của máy là 2 HP, tốc độ vòng quay của máy là từ 800 đến 1200 vòng trên phút, áp lực phun từ 21 đến 45 kg, lưu lượng nước từ 17 đến 27 lít trên phút. Chi tiết máy chúng ta có thể thấy đế, đầu và thân bơm, kiểm tra dầu nhất. Hai đầu để gắn bút ly, đầu điều chỉnh áp lực, van hút nước, van xả nước, đồng hồ đo áp lực và cuối cùng là van xịt. Bộ dụng cụ theo máy bao gồm dây hút và dây xả, bút ly, đầu lọc rác, bộ ốc long đèn, bộ phút máy, khóa móc phốt. Đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưu chuộng nhiều tại Việt Nam. Ngoài đầu bơm nước Oshima OS39AS, chúng tôi có rất nhiều loại đầu bơm nước như là Oshima OS45A, OS45, OS35. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy đặt mua ngay đầu bơm nước Oshima OS39AS của chúng tôi để công việc trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhé. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh 028 39 73 77 77, hoặc các bạn có thể truy cập vào website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.